đơn vị đo thốn. Đấy. Này không thể tính là cm hay mm được, bởi vì mỗi người có chiều cao khác nhau, cho nên phải đo thốn của từng người một. Thì cách đo thốn như thế này ạ. Anh các chị có nhìn thấy hình này không? Nhìn thấy hình này không? Cả lớp nhìn thấy rồi ạ. Đấy. Đây ạ, nhìn cái tay tôi ạ. Ta dùng cái ngón 1 và ngón 3 nhé, không phải dùng ngón trỏ đâu nhé. Đây ạ. Ngón 1, ngón 3 này. Lấy cái đoạn giữa, đốt giữa này nhé.